cách thành phố Vị Thanh khoảng 10 km, nằm trên địa bàn xã Hỏa Tiến, khóm Cầu Đúc đã có mặt ở vùng đất này hơn 100 năm qua. Cái tên khóm Cầu Đúc được hình thành do lúc đó ở địa phương có cây cầu đúc bằng xi măng do thực dân Pháp xây, bắc ngang sông Cái Lớn tại xã Hỏa Tiến. Bà con mang khóm ra đó để bán. Thương lái từ khắp nơi đến tập kết tại Cầu Đúc để mua khóm và tên khóm Cầu Đúc được hình thành từ đó. Kính thưa quý khán giả và bà con, theo chia sẻ của nhà vườn trồng khóm, khi mà trồng khóm được khoảng từ 8 cho đến 12 tháng thì nhà vườn bắt đầu xử lý để cho ra trái. Và từ lúc xử lý cho ra trái cho đến mà trái khóm mà chín thơm ngon như thế này là mất khoảng 130 ngày, là khoảng 4 tháng 10 ngày và chúng ta sẽ có một trái khóm thơm ngon chín vàng như thế này ạ. Và hiện tại thì tôi và kỹ sư Huỳnh Văn Sáu đang trải nghiệm thực tế tại vườn khóm của anh Nguyễn Văn Chơn, một nông dân ở xã Hỏa Tiến của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Và nơi đây, kính thưa quý vị, là vùng trồng khóm Cầu Đúc đặc sản của thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Đây là một trái khóm mà chúng tôi vừa thu hoạch đây. Một trái khóm rất là to, chín vàng, mùi rất là thơm. Đây, chúng ta thấy trái khóm rất là đẹp, có phải không ạ? Kính thưa quý khán giả và bà con, nãy giờ thì chúng tôi đã một vòng dạo trên vườn khóm của anh Chơn và được thành phẩm của chúng tôi đây. Bây giờ khóm đang ở trên dĩa rồi và chúng tôi cũng đã chấm muối rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ thưởng thức để xem mùi vị của khóm đặc sản Cầu Đúc của Hậu Giang như thế nào nha. Dạ em xin mời anh. Dạ. Điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khóm Cầu Đúc là nhờ vị ngọt thanh, thịt màu vàng sậm, ít xơ, ít nước, ăn giòn ngọt, ít rát lưỡi. Khóm Cầu Đúc là một món quà mà bạn có thể mua để biếu người thân và bạn bè khi có dịp ghé qua Hậu Giang. Cái vị khóm Cầu Đúc thì nó ngọt, nó thanh. Như bà con nhìn thấy rõ là trên cái sớ thịt nó khô hơn là cái khóm ở những nơi khác. Thì đây đúng là cái đặc sản khóm Cầu Đúc của xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Và bà con và khán giả nhớ khi mà đến Vị Thanh, đến Hậu Giang thì hãy nhớ đến xã Hỏa Tiến để thưởng thức khóm Cầu Đúc đặc sản Hậu Giang nhé. Thưa quý vị, quá tuyệt vời với hương vị của khóm Cầu Đúc đặc sản của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Em xin cảm ơn anh Chơn rất là nhiều vì đã tiếp đón em và kỹ sư Huỳnh Văn Sáu cũng như là đã đãi em và kỹ sư Huỳnh Văn Sáu ăn đặc sản khóm Cầu Đúc của Hậu Giang ạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và chúc anh là những mùa vụ khóm để mình luôn trúng mùa. Rồi, dạ anh nha. Vâng, anh nha.